chuyện như thế nào? Cũng chẳng thế nào cả. Bọn con chỉ vô tình gặp lại nhau thôi. Thằng Phi có biết chuyện không? Không. Chỉ biết là trước đây đã từng là hàng xóm. Tốt nhất là nó không nên biết bất cứ chuyện gì. Từ nay hai đứa đừng có gặp nhau nữa. Tại sao ạ? Con còn hỏi tại sao ạ? Tại sao bọn con lại không được gặp nhau? Chỉ vì những lỗi lầm không phải là của mình. Ấu chỉ, con không muốn mang trên lưng một gánh nặng của người trưởng thành đã hiểu chuyện. Thế con còn muốn như thế nào? Con phải nghĩ rộng ra chứ. Mối quan hệ này rồi sẽ dẫn tới đâu? Điều quan trọng, con muốn làm gì thì làm, nhưng mà không được ảnh hưởng đến mẹ con.